Tuần hành tại Hoa Kỳ phản đối sự bách hại các Kitô hữu ở Afghanistan. Vào ngày 25 tháng 9 tới đây, để thể hiện tình liên đới, nâng cao nhận thức về tình trạng các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới, đặc biệt ở Afghanistan, tại Washington sẽ diễn ra cuộc tuần hành phản đối các cuộc bách hại này. Theo cô Zachakon, chủ tịch của tổ chức Kitô For the Martyrs, vì các vị tử đạo, và cũng là người đứng ra tổ chức sự kiện, hiện nay có hơn 340 triệu người trên thế giới bị bách hại vì đức tin Kitô. Đây là nhóm tôn giáo lớn nhất bị bách hại trên thế giới. Cô Zachakon nói, tất cả chúng ta biết những gì đang xảy ra trong những ngày này ở Afghanistan. Các Kitô hữu bị truy tìm và giết hại. Điều này xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng ít người biết đến. Đây là lý do tại sao chúng tôi tổ chức cuộc tuần hành tại Washington vì các vị tử đạo. Cô Zachakon cho biết thêm, sự kiện dự kiến có hơn 1.000 người tham gia trong trang phục màu đỏ. Mọi người sẽ thực hiện cuộc tuần hành vì và với các Kitô hữu thuộc các giáo hội Kitô. Chủ tịch For the Martyrs nói, theo tôi, đối với vấn đề này, chúng ta phải hiệp nhất trong một tiếng nói, như thân mình Chúa Kitô, vì tất cả người dân Hoa Kỳ như những đại diện của anh chị em chúng ta đang bị bắt hại. Theo chương trình, lộ trình tuần hành sẽ bắt đầu từ National World. Từ đây, các tham dự viên sẽ tiến đến Nhà Trắng để tiếp tục đến khách sạn JW Marriott, nơi sẽ tổ chức đêm các vị tử đạo. Trong đêm này, mọi người sẽ được nghe chứng tá của các Kitô hữu bị bắt hại và lời chứng của những người đấu tranh cho điều này. Phát biểu tại đêm các vị tử đạo, ngoài cô Chacon, còn có ông David Curry, chủ tịch tổ chức Open Doors, những cánh cửa mở ở Hoa Kỳ và một số người khác.